Nhân vật chính của tôi là ở đây nha Huyền thoại Suốt mấy là học bây giờ của tôi đấy Mở cho xem Giấy xịn Đây là hướng dẫn học sắp sách Chưa ạ dạ. Đây, mục nục Đây là can di giống nhau Bộ thủ, à số tự này Bộ thủ này, can di giống nhau này Và trang nhá Đầu tiên là 69 chữ canxi cơ bản. Được chưa? Và đặc biệt nhá, anh em thấy không? Chữ nhân nhá. Nhân trong nhân nghĩa. Bộ này là bộ nhân đứng đúng không? Đây là nhị đúng không? Người đứng số 2 là người nhân nghĩa. Chuẩn chưa? Đúng thứ tự đất viết chưa? Anh em cần tôi biết không? Tôi viết cho anh em xem. nhá người đây là người đúng không đây là nhị số 2 đây là từ đây đến từ nhân đứng đấy bộ nhân đứng nha người đứng số 2 là người dân nghĩa ok chuẩn chỉnh nếu như anh em học bộ thủ học thuộc bộ thủ nha anh em nhìn vào đây sẽ biết là nó thuộc bộ nào được chưa đúng thứ tự nét viết đúng không tôi thử đại một từ cho anh em xem bên trên là bộ thảo bên trên là bộ thảo nhá đây bao Cô Thảo bao gạo Cô Thảo đổi bao gạo lấy bông cúc Tôi viết đúng cho anh xem anh em xem luôn Chữ cúc đúng không? Chữ cúc là chữ này đúng không? Đúng không? Đây là chữ cúc đúng không? Cô Thảo Đổi bao Chữ bao đây gạo chữ mễ gạo đúng không lấy bông cúc chuẩn chưa cô thảo này đổi này bao gạo lấy bông cúc xịn chưa đó anh em học canji có thể là tham khảo bộ này nhá mình thấy là khá là ổn áp luôn đấy đây đây là tập 1 nha Gà đang học cuốn tập 1 Mọi người có thể tham khảo cuốn này nha à, Đấy, bí quyết của tôi cả đấy